Chào tất cả mọi người, thì trong cái video lần này thì mình sẽ test cho các bạn cái phạm vi thu phát sóng của cái bộ micro không dây đeo tai của hãng Stasia cho các bạn, với model của nó là ST9860 ha. Thì đây là một trong những cái dòng micro đeo tai cao cấp dành cho những cái chương trình quy mô ha. Thì bây giờ mình sẽ test thực tế luôn cho các bạn biết được cái phạm vi của nó là bao nhiêu xa ha, để các bạn lựa chọn cho nó phù hợp với không gian của mình. Rồi xin mời các bạn đi theo mình ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài xa các bạn ha, thì để cho các bạn biết được cái thực tế của nó ha. Rồi thì đây là cái khoảng cách của nó là tầm khoảng 15m ha. Thì mình vừa đi vừa nói liên tục để xem coi cái chất lượng sóng của nó có bị gián đoạn hay không, nó có bị đứt đoạn không các bạn ha. Thì các bạn có thể nghe được cái tiếng của mình nó rõ ràng không các bạn ha. Đó thì khoảng cách này là tầm khoảng 30m rồi nha các bạn. Đó thì mình vừa đi vừa nói liên tục ha. Đó thì các bạn có biết được là cái chất lượng thực tế của nó, thì bằng những cái clip như vậy thì các bạn mới biết được thực tế của nó thôi. Đó rồi mình đi ra ngoài xa này thì tới tầm khoảng là 45m rồi các bạn. Đó thì cũng rất là xa các bạn ha. Thì các bạn có thể biết được cái chất lượng sóng của nó như thế nào. Thì đối với những cái dòng này thì nó cho một cái chất lượng sóng cực kỳ là ổn định không. Đó thì mình đang đi và hiện tại bây giờ cái sóng ở trên cái màn hình thì nó đang full sóng rồi các bạn. Không, nó vẫn là full sóng các bạn ha. Rồi mình vừa đi nói ha. Rồi đó là cái clip test thực tế của cái bộ micro này. Thì các bạn có thể biết được cái phạm vi của nó. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này ha. Rồi nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ bên Tiếng Radio để các bạn có thể được bên mình tư vấn cái dòng sản phẩm này. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ok được.